chuyến bay đầu tiên chở vật tư y tế của WHO hạ cánh xuống Afghanistan. Ngày 30 tháng 8 2021, một máy bay chở vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã hạ cánh xuống Afghanistan. Đây là chuyến bay đầu tiên chở vật tư y tế của WHO kể từ khi quốc gia Tây Nam Á này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Trong một tuyên bố, Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải Ahmed Al-Mandari nêu rõ, sau nhiều ngày nỗ lực để tìm ra giải pháp, tôi rất hài lòng khi nói rằng hiện chúng tôi có thể cung cấp thêm phần nào vật tư y tế ở Afghanistan và đảm bảo rằng các dịch vụ y tế do WHO hỗ trợ tại Afghanistan có thể được tiếp tục. Máy bay này do chính phủ Pakistan cung cấp đã bay từ Dubai, nơi tập trung hàng vật tư y tế của WHO để tới sân bay Mazar-i-Sharif của Afghanistan. Theo WHO, máy bay chở 12,5 tấn vật tư y tế bao gồm các bộ dụng cụ sơ cứu y tế khẩn cấp đủ để đáp ứng các nhu cầu y tế cơ bản của hơn 200.000 người, cũng như cung cấp cho 3.500 ca phẫu thuật và điều trị cho 6.500 người bị thương. Số vật tư y tế này sẽ được phân phối tới 40 cơ sở y tế tại 29 tỉnh trên toàn Afghanistan. Theo kế hoạch, sẽ có hai chuyến bay nữa vận chuyển vật tư y tế của WHO tới Afghanistan nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu vật tư y tế trầm trọng. Trước đó, ngày 24 tháng 8, WHO thông báo tổ chức này chỉ còn đủ vật tư y tế dùng trong một tuần tại Afghanistan sau khi các chuyến vận chuyển thiết bị y tế từ bên ngoài bị chặn do các biện pháp kiểm soát an ninh siết chặt ở sân bay Kabul. Cùng ngày, Điện Kremlin đã lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về thành lập một vùng an toàn ở thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm bảo vệ cho các hoạt động nhân đạo. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết đây là một đề xuất phải được thảo luận, đồng thời nhấn mạnh việc thảo luận về tất cả các khía cạnh của một vùng như vậy là rất quan trọng. Trước đó, ngày 29 tháng 8, Tổng thống Macron cho biết, Pháp và Anh ngày 30 tháng 8 sẽ hối thúc Liên Hợp Quốc thảo luận về việc thiết lập vùng an toàn này để cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo. Theo nhà lãnh đạo Pháp, một khu vực an toàn như vậy sẽ cho phép cộng đồng quốc tế duy trì sức ép đối với Taliban, lực lượng đang nắm quyền ở Afghanistan. Trong khi đó, Seo Sehin, người phát ngôn của Taliban, tuyên bố lực lượng này sẽ không tấn công các nhân viên Mỹ và hứa sẽ để người dân Afghanistan được rời khỏi đất nước theo ý muốn. Chúng tôi cam kết sẽ không có cuộc tấn công nào nhằm vào người Mỹ, Seo Sehin cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC. Bất cứ ai muốn đến phương Tây và các nước châu Âu khác đều sẽ được hoan nghênh. 4.500 quân Mỹ đang ở sân bay Kabul. Quan chức Mỹ cho biết số binh sĩ nước này triển khai tại sân bay quốc tế thủ đô Kabul sẽ sớm được tăng lên 6.000 người để hỗ trợ di tản. Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 18 tháng 8 cho biết số binh sĩ nước này đang triển khai tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul đã được nâng lên 4.500 người, Reuters đưa tin. Quan chức này cho biết Mỹ sẽ nâng quân số tại sân bay thủ đô Kabul lên 6.000 binh sĩ trong những ngày tới. Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 6.000 binh sĩ nước này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho toàn bộ sân bay ở thủ đô, hỗ trợ việc di tản những người đang mắc kẹt có nhu cầu rời Afghanistan. Binh sĩ Mỹ bảo đảm an ninh ở sân bay Kabul, theo AFP. Mỹ đã hai lần gửi thêm quân đến Kabul. Kế hoạch sơ tán ban đầu với 3.000 quân là kế hoạch an ninh cơ bản. Lầu Năm Góc đã phải tăng gấp đôi con số đó lên 6.000 người khi tình hình an ninh bất ngờ trở nên tồi tệ hơn. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng các lực lượng của Mỹ có thể ở lại, đến chừng nào cần thiết, để đưa người Mỹ và Afghanistan ra khỏi đất nước. Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, đã gặp gỡ các thủ lĩnh Taliban tại Doha, Qatar vào ngày 15 tháng 8 để nhấn mạnh nhiệm vụ duy nhất của Mỹ là đưa người ra khỏi Afghanistan một cách an toàn. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc triển khai thêm quân là để đảm bảo thu xếp việc sơ tán một cách trật tự, an toàn cho nhân viên Mỹ và các nước đồng minh, cũng như những người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ và người có nguy cơ đặc biệt từ cuộc tiến công của Taliban, CNN đưa tin. Trong ngày kỷ niệm Afghanistan giành độc lập từ Anh, 19 tháng 8 năm 1919, 19 tháng 8 năm 2021, IS nhận trách nhiệm vụ nã tên lửa vào sân bay Kabul. Phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào sân bay Kabul ngày 30 tháng 8 2021. Nhờ ơn đấng toàn năng, những người lính của đế chế Hồi giáo đã phóng 6 quả rocket vào sân bay quốc tế Kabul, Reuters dẫn lại tuyên bố của tổ chức này. Trước đó, giới chức Mỹ cho biết 5 quả rocket đã được phóng về phía sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan nhưng bị hệ thống phòng ngự tên lửa nước này đánh chặn. Truyền thông Afghanistan cho biết những quả rocket này được phóng ra từ một chiếc xe ở khu vực phía bắc của thủ đô Kabul. Các báo cáo sơ bộ chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào bên phía Mỹ, quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters. Sau khi hay tin về vụ phóng tên lửa, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái xác nhận mệnh lệnh của ông là các chỉ huy phải nỗ lực gấp đôi và làm những gì cần thiết để bảo vệ lực lượng của chúng ta trên mặt đất, tại Afghanistan. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút hoàn tất việc rút quân, chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan suốt 20 năm qua. Đến hôm 29 tháng 8, đại diện chính quyền Mỹ cho biết chỉ có chưa đầy 4.000 lính Mỹ đang ở sân bay Kabul. Hai quan chức Mỹ cũng cho hay các nhân viên ngoại giao cốt cán nước này đã rời Afghanistan vào sáng hôm 30 tháng 8 2021.
Từ ngày 15 tháng 8 2021, Mỹ và các đồng minh đã đưa 114.000 người rời khỏi thủ đô Kabul qua cầu không vận. Để làm được điều này, một số chuyến bay phải nhồi nhét tới 500 đến 600 người. Taliban chiếm Kabul, chính phủ Afghanistan sụp đổ, lực lượng Taliban đã tiến vào Kabul hôm 15 tháng 8. Lầu Năm Góc cho biết 6.000 lính Mỹ sẽ triển khai tới sân bay để hoàn tất việc sơ tán nhân viên Mỹ. Tương lai mờ mịt của người tị nạn Afghanistan sau khi rời khỏi đất nước. Với người tị nạn Afghanistan, tháo chạy thành công khỏi quê nhà mới chỉ là bước khởi đầu cho muôn vàn khó khăn phía trước. Lính Mỹ chuẩn bị cho người tị nạn Afghanistan lên máy bay tại một căn cứ không quân ở Qatar. Đóng vai trò là điểm chuyển tiếp quan trọng trên hành trình sơ tán tới Mỹ, Doha, Qatar đã tiếp nhận hàng chục ngàn người tị nạn từ Afghanistan trong những ngày qua. Đặt chân xuống đường băng ở Al Udeid, căn cứ không quân của Mỹ tại Doha, lúc 2 giờ sáng, một phụ nữ Afghanistan bất ngờ lao tới một phi công Mỹ, cố gắng giật lấy khẩu súng rát ở thắt lưng anh ta. Cô bị khống chế gần như ngay lập tức, tự tử bất thành, người phụ nữ đổ sụp xuống, ôm đầu khóc nức nở và không ngừng gào thét. Bố mẹ, chồng và các con của cô đều đã thiệt mạng trong sự kiện Taliban tiếp quản Afghanistan. Riêng cô thì may mắn lên được chuyến bay sơ tán khỏi Kabul. Giờ đây, không nhà, không người thân, không một xu dính túi, đơn độc giữa một vùng đất xa lạ, cô coi cái chết là một sự giải thoát. Làm ơn, hãy để cho tôi được chết, người phụ nữ cầu xin, khi ánh đèn pha từ chiếc xe buýt chờ người sơ tán rọi lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Hàng trăm người tị nạn Afghanistan chen chúc trên một chuyến bay sơ tán. Ảnh, Defend One, hai ngày sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, Zara, 28 tuổi, người tị nạn đến từ Afghanistan cùng họ hàng tức tốc ra sân bay Kabul để chạy trốn. Nhưng cuối cùng, mẹ và gia đình của Zara đã bị kẹt lại trong đám đông hỗn loạn tại sân bay. Chỉ có Zara và gia đình anh rể của cô sang được Doha. Cô không thể quên lời dằn mặt của một lính canh Taliban trước khi họ lên máy bay, một khi đã rời đi, các người sẽ không còn đường quay lại đâu. Liệu chúng tôi có thể định cư, tìm việc làm và sống một cuộc sống tốt hơn tại Mỹ không, Zara lo lắng. Tương tự Zara, một người tị nạn khác tại Doha là Go cũng đang bị chia cắt khỏi gia đình mình. Go hiện ở trại Esselia, một căn cứ quân đội cũ của Mỹ ở ngoại ô Doha. Mỗi đêm, cựu cảnh sát tại sân bay Kabul lại tự dằn vặt bởi đã rời đi quá đột ngột, trong khi vợ và ba đứa con 6 tuổi của anh vẫn đang kẹt ở Afghanistan. Gia đình tôi vẫn đang ở Afghanistan, nơi tình hình vô cùng tồi tệ. Tôi từng là thành viên của lực lượng an ninh. Sẽ ra sao nếu gia đình tôi bị tấn công? Tôi thực sự không dám nghĩ tới, Go đau khổ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bỏ trốn vì lo sợ rằng Taliban sẽ trả đũa những người từng làm việc với chính phủ Mỹ hoặc Afghanistan. Theo luật của Taliban, họ có thể bị ném đá đến chết, chặt tay hoặc hành quyết công khai. Tôi đã có thể bị giết nếu tiếp tục ở lại Afghanistan, Miway, 31 tuổi, từng là phiên dịch viên cho các lực lượng Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế cho biết. Zara, Go và Miway chỉ là hai trong số hơn 114.000 người đã chạy thoát khỏi Afghanistan trong 2 tuần qua. Trong số đó, hàng ngàn người không đủ điều kiện để tái định cư ở Mỹ, bởi họ không có hộ chiếu, visa hoặc thẻ căn cước công dân. Không chỉ vậy, với những người có đủ điều kiện, việc phải bắt đầu cuộc sống mới tại một đất nước hoàn toàn xa lạ cũng là thử thách rất lớn. Người dân Afghanistan đổ đến sân bay tại thủ đô Kabul hôm 16 tháng 8. Ảnh, AFP, tôi không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, Miway nói. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến với tôi và gia đình nếu không thể định cư tại Mỹ. Sapnam, một người tị nạn đến từ Afghanistan, đang kêu gọi các lực lượng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác giúp đỡ những người dân Afghanistan phải chạy thoát khỏi quê hương của họ. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp những người tị nạn chúng tôi có một cuộc sống ổn định sau sơ tán, Sapnam cho biết. Một số nhà bình luận chính trị cũng lập luận rằng, giúp đỡ những người Afghanistan là một nghĩa vụ đạo đức của Mỹ, bởi họ đã hỗ trợ quốc gia này rất nhiều ở Afghanistan trong 20 năm qua. Họ còn khẳng định, việc cho phép người tị nạn Afghanistan tái định cư có thể mang lại một số lợi ích cho chính nước Mỹ về lâu dài, như giúp tăng cường hoạt động thương mại giữa Mỹ và Afghanistan. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng việc giúp người tị nạn từ Afghanistan được tái định cư tại Mỹ là không nên. Những người phản đối quả quyết rằng, cho phép người tị nạn tái định cư sẽ gây ra các mối đe dọa về an ninh, hoặc làm thay đổi nhân khẩu học và xáo trộn nền chính trị của Mỹ. Dùng áp lực vây hãm thay vì hòa lực hỏng súng, Taliban toan tính gì tại Pansa? Taliban điều số lượng lớn quân vây hãm thung lũng Pansa ở phía bắc Kabul, nơi mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan FANA đang chốt giữ, nhằm thuyết phục họ buông súng. Taliban hiện tại có nguồn lực rất mạnh, nhất là trong bối cảnh thu được kho vũ khí hàng chục tỷ USD từ tay quân chính phủ cũ. Nhưng họ không dùng sức mạnh đánh Pansa mà hy vọng gây sức ép từ việc siết chặt vòng vây sẽ khiến các lãnh đạo đối lập ở thung lũng này chấp nhận thỏa hiệp và tham gia một chính phủ mới. Các chính trị gia ở thung lũng Pansa cho biết, mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan của họ có lực lượng gồm vài ngàn binh sĩ. Đây là những cựu binh quân chính phủ Afghanistan với các khí tài quân sự như trực thăng, xe bọc thép kết hợp với dân quân sẽ đủ sức kháng cự nếu Taliban tiếp tục tấn công. Pansa vừa khước từ đề nghị của Taliban, vì không đáp ứng yêu cầu được tự trị mà họ đưa ra.
Taliban hiện một mặt gây sức ép lớn từ lực lượng đang bao vây, một mặt tấn công cầm chừng và cố thỏa hiệp với các thủ lĩnh tại thung lũng này. Các gia đình ở thung lũng Pansa cho biết, Taliban đã cắt đường dây điện thoại và Internet nối với khu vực này. Tuy vậy Habibi Samangani, phát ngôn viên của Taliban lại phủ nhận vai trò của họ trong việc này. Giao tranh tại thung lũng này vẫn đang tiếp tục diễn ra, tuy thế dường như Taliban không muốn dùng vũ lực thu hồi Pansa bằng mọi giá. Vấn đề là họ không sẵn sàng nhượng bộ và chúng tôi không chấp nhận bất cứ hệ thống chính trị nào không mang tính toàn diện, Ali Nazari, người phụ trách các vấn đề đối ngoại của FANA cho biết. Cuộc đối đầu tại thung lũng Pansa là phép thử cho tuyên bố của Taliban rằng khi nắm chính quyền, lực lượng này sẽ xây dựng một chính phủ gồm đại diện của tất cả thành phần ở Afghanistan. Taliban cũng thừa hiểu rằng, dù chiếm được Pansa bằng vũ lực đi nữa, nhưng nếu không lấy được sự đồng thuận từ các nhóm dân tộc khác, nội chiến vẫn cứ tiếp tục tại Afghanistan. Thực tế lịch sử giai đoạn Taliban nắm quyền năm 1996 đến năm 2001 đã chứng minh điều này. Chính vì thế Taliban do dự không muốn dùng hỏa lực mạnh mẽ với thung lũng Pansa, đây là nơi sinh sống của dân tộc Tajik thiểu số của Afghanistan. Một số cựu quan chức chính phủ chủ chốt, bao gồm cựu phó tổng thống Amrullah Saleh, đã tới thung lũng này sau khi Taliban tiếp quản Kabul ngày 15 tháng 8. Taliban đề xuất cho các lãnh đạo ở thung lũng Pansa chỉ một vị trí trong hệ thống cầm quyền của tiểu vương quốc. Tuy vậy giới chính trị tại thung lũng này đã không đồng ý, cựu đại sứ Afghanistan tại Anh Ahmad Wali Masao nói. Ông Ahmad Wali Masao là em trai của thủ lĩnh nổi tiếng Liên minh phương Bắc Ahmad Shah Masao cho biết thêm, hiện phong trào nổi dậy khắp nơi sau khi Taliban nắm quyền vào ngày 15 tháng 8. Ahmad Masao, con trai cả của cố thủ lĩnh Ahmad Shah Masao, hiện là một trong số những lãnh đạo của cuộc kháng chiến tại thung lũng Pansa. Ahmad Masao tuy không có kinh nghiệm chiến đấu, song ông được các chỉ huy quân sự kỳ cựu của quân đội Afghanistan, những người không chịu đầu hàng Taliban hỗ trợ. Taliban chưa công bố hình thức chính quyền mới của Afghanistan, thể chế tiểu vương quốc Hồi giáo mà lực lượng này tuyên bố xác lập về bản chất có tính tập quyền mạnh mẽ vào tay người Pashtun, nhóm dân tộc đa số tại Afghanistan. Chính vì thế nếu Taliban không dung hòa bằng một chính phủ với sự tham gia của tất cả các sắc tộc đang sinh sống tại Afghanistan, nguy cơ bất ổn tại quốc gia này sẽ tiếp tục bùng phát. Pansa ngày nay không chỉ là một thung lũng, mà là trung tâm và nơi ẩn náu cho những người bị đe dọa tính mạng, những người sợ Taliban và cố gắng tới nơi nào đó để cảm thấy an toàn, cựu phó tổng thống Saleh nói. Ông Saleh cũng tuyên bố mình là tổng thống hợp pháp của Afghanistan sau khi cựu tổng thống Ashraf Ghani tháo chạy ra nước ngoài hôm 15 tháng 8 năm 2021. Những ngọn núi bao quanh Pansa đặt ra thách thức cho bất cứ lực lượng nào muốn đánh chiếm nơi này, dù một con đường mới đi qua cửa ngõ thung lũng được mở rộng và có thể khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn giai đoạn năm 1980 đến năm 2001. Giới phân tích cho rằng, lực lượng đóng tại thung lũng Pansa dù có tinh thần chiến đấu cao, kỹ năng tác chiến tốt do phần lớn họ là cựu lính đặc nhiệm Afghanistan, nhưng tình hình hiện nay khác với thời kỳ Liên minh phương Bắc nằm quyền kiểm soát. Trước đây ngoài thung lũng Pansa, Liên minh phương Bắc còn kiểm soát các vùng đất tiếp giáp biên giới các nước, từ đây nguồn tiếp tế lương thực đạn dược đổ vào, hiện nay FANA chỉ kiểm soát mỗi thung lũng, họ hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Chunov ngày 28 tháng 8 nhận định Taliban có thể dễ dàng chiếm Pansa. Cán cân quân sự cho thấy họ có thể chiếm Pansa trong một ngày, thậm chí vài giờ, song họ chưa làm điều này để tránh gây đổ máu, đại sứ Chunov nói. Nazari, quan chức của phe kháng chiến cho biết, mặc dù Taliban chiếm ưu thế, song lực lượng này đang bị kéo căng vì phải đảm bảo an ninh cho toàn bộ Afghanistan, bao gồm nhiều thành phố lớn hơn nhiều so với thời kỳ nhóm này cầm quyền giai đoạn năm 1996 đến năm 2001. Taliban khi cầm quyền lần đầu mạnh hơn bây giờ, còn Pansa thì lại đang ở thế yếu hơn so với giai đoạn năm 1996 đến năm 2001, song chúng tôi vẫn cố gắng cầm cự, ông Nazari nói. Chúng tôi tự tin rằng mình có thể chống lại họ. Nếu Taliban thực hiện bất cứ động thái khiêu khích nào, phản kháng sẽ lan rộng và không chỉ dừng lại ở thung lũng Pansa, ông Nazari cảnh báo. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và hạ nghị sĩ Mai Văn ngày 27 tháng 8 kêu gọi Mỹ công nhận Saleh và Masao là thành viên chính phủ hợp pháp của Afghanistan. Dù vậy khi mà chiến dịch sơ tán công dân ra khỏi Afghanistan vẫn chưa kết thúc, rất khó lòng để Mỹ ra mặt hỗ trợ cho FANA. Mặt khác Mỹ cũng đang đợi cách mà Taliban lập chính phủ mới để điều hành Afghanistan. Nếu là chính phủ liên hiệp, gần như sự hỗ trợ cho FANA sẽ không có. Còn trong trường hợp Taliban nắm trọn quyền, không loại trừ Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ FANA như cách họ đã hỗ trợ Liên minh phương Bắc trước đây. Hiện FANA mới chỉ được Đại sứ quán Afghanistan tại Tajikistan công nhận và ngầm hỗ trợ cho lực lượng kháng chiến này. Số phận của thung lũng Pansa sẽ được định đoạt dựa vào hai yếu tố, việc Mỹ hoàn thành chiến dịch di tản và Taliban công bố chính quyền mới. Chuyến bay đầu tiên chở vật tư y tế của WHO hạ cánh xuống Afghanistan. Ngày 30 tháng 8 2021, một máy bay chở vật tư y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã hạ cánh xuống Afghanistan. Đây là chuyến bay đầu tiên chở vật tư y tế của WHO kể từ khi quốc gia Tây Nam Á này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Trong một tuyên bố,
Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải Ahmed Al-Mandari nêu rõ.